Mình lại chia sẻ cho mọi người cái lỗi E0 trên một chiếc bếp từ nhá. Các bạn để ý này, nó đang báo E0 đấy, tức là mấy cái bo này mình nhận sửa cho một bạn thợ, nên mình muốn chia sẻ cho các bạn đỡ phải bỏ qua khi kiểm tra linh kiện này nhá. Thì mình có test thử lỗi E0 này, mình cũng chẳng muốn lắp hoàn thiện vào. Và khi bị như này thì như đây là mình nhận của bạn thợ, nên bạn ấy đã kiểm tra áp cái cầu phân áp điện trở của hai đầu mâm từ về phần nhận nồi ấy. Con này nó sử dụng con LM339. Thì bạn ấy kiểm tra linh kiện, mình khẳng định là kiểm tra hết rồi nhưng không ra mới gửi cho mình nhá. Thì đây mình cũng đo thử cho mọi người về hai cái đường đấy để chúng ta sẽ thấy nó bị mất áp, và chúng ta sẽ tìm nó sẽ thấy nó ở đâu nhá mọi người nhá. Bàn này bàn khá là dễ thôi, mình sẽ ghim điện này. Đây mình bỏ chỗ này ra cho mình đỡ bị sờ vào nó, để mình đo thử cho mọi người tham khảo về cái đường điện áp của nó nhá. Mình có thay lắp cái bóng đèn này tải để tạo cái độ chập này, để có cái đường điện áp của chân C sò về thôi. Tí nữa mình sẽ lắp mâm từ mình thử. Thì cái đây là một đầu mâm từ này, đây là một đầu mâm từ này. Thì là đây là đầu dương 300V này, nó sẽ đi tới đây, nó sẽ đi qua cầu phân áp điện trở này. Nó sẽ đi theo cái đường này và nó đi tới chân này của con LM339, đó là một chân in của nó nhé. Thì tiếp theo cái đường chân C sò ấy, nó sẽ đi qua cái cầu phân áp bao gồm là con này và nó sẽ đi theo đến cái chân in tiếp theo. Thì hai chân này nó sẽ nhận biết được sự sai khác điện áp, thì nó sẽ nhận nồi hay không nhận nồi nhá mọi người nhá. Tất nhiên nó sẽ có những cái đường khác nữa này, thì mình không quan tâm đường đấy là đường bảo vệ điện áp các thứ liên quan đến nhận biết điện áp đổ vào đâu, chúng ta không quan tâm cái đường đấy, chúng ta chỉ quan tâm chính hai cái đường nó đi vào hai chân in của con LM339 này. Mình cũng không cần quan tâm nó vào cái chân nào, mình chỉ kiểm tra cái đường đấy và mình thấy nó mất áp. Bây giờ mình sẽ đo thử cho mọi người này. Mình vừa ghim điện nhá. Và là mình lấy mát ở đây. Mình đo thử cho mọi người về cái các mức nguồn của nó nhá. Đầu tiên mình sẽ đo thử các mức nguồn ok này các bạn này. Đây là nguồn cấp cho 79 7805 này, chân in này. 5V ok nó nha mọi người nhá, nên nó mới lên được mà. Còn đây là đường 18V này. Đấy, ok nhá. Thì mình sẽ đo điện áp trên hai cái đường đấy nhá, thì mình để ý này. Từ con điện trở này đi sang đây này thì nó có 6V mọi người thấy không. Tiếp theo từ đây đi sang đây thì cái đường này không phải đường nhận áp nhận biết ấy, thì mình sẽ đo đi sang bên này này, nó có điện áp này, đi sang bên này nó có điện, nó không mất điện áp các bạn thấy không. Nó mất điện áp thì như thế này chúng ta sẽ phán đoán là khả năng là con này hỏng, nhưng mà không phải hỏng đâu các bạn thợ kia đã kiểm tra hết rồi. Kể cả cái đường này nữa, cái đường 300V này đi qua con điện trở này trước này, con 470k trước được 4V này, sang bên này nó mất áp này, không còn nữa. Như vậy là hai chân của cái cổng khuếch đại thuật toán trong con LM339 nó đều mất áp nhé. Thì cái mất áp như này thì tại sao nó lại mất? Thì có thể là nó bị chập những con tụ dập xung nhiễu về GND, nhưng mình khẳng định là không bị đâu. Mà cái nguyên nhân của con này thì mình sẽ tham khảo cho mọi người này. Mình cố tình mình không đo cái nguồn 300V trước mọi người nhé. Mình đo cho mọi người tham khảo cái đường 300V này. Đây là đường 300V nhé. Chúng ta thấy đường 300V nó chỉ được có 7V thôi. Nó quá là yếu nhá mọi người nhá. Nó không mất hẳn mà nó vẫn có nhưng nó yếu. Và mình đo tại cực dương, chân dương của cầu diode này thì nó được khoảng 200V. Như vậy là điện trở đi áp dương đây này. Và đây là GND mà. Dương này nó sẽ phải đi qua quận L này này. Quận L này, đây này có dữ điện áp cao này, đi sang này nhá. Thì tức là ở đây mình đo điện áp cao rồi, nhưng đi sang đây đáng nhẽ nó có tụ 5mm lọc này. Đây là hai chân tụ 5mm nhá. Thì chúng ta sẽ đo điện áp đây nó phải là lên vào tầm khoảng 280 đến gần 300V cơ, nhưng mà đo nó còn có 7V thôi. Cái lỗi này là sự dẫn tới là mọi người hay bị lầm tưởng là bị kiểu như dạng như là có điện áp này, nhưng thực tế điện áp của nó bị lỗi như này là do như này này. Cái bếp từ này nó mình để ý thì linh kiện nó khá là than sỉ. Và cái quần L này mình khẳng định nó là dây nhôm và nó đang bị mô ve chân. Do nó mô ve chân dẫn tới là nó không đứt hẳn mà nó vẫn có điện áp đi qua, vẫn có điện áp dò đi qua, do đó mà chúng ta vẫn đo được. Cái này khiến cho các bạn thợ hay bị lầm này. Mình sẽ rút nó ra nhé. Và mình sẽ thay con khác. Mình đang nghi là ngờ là con này nó đứt mà. Đấy, cái đây này chính là cái chân này các bạn này, nó đứt theo cái kiểu là nó vẫn có cái độ dò của dây nhôm, nó vẫn có được sự dẫn điện của dây nhôm các bạn ạ. Nó có một cái bị xỉn dò này. Đấy, nó thành một cái lớp oxy hóa luôn. Cái đồ dây nhôm nó hay bị thế mà.
Và là như cái điểm này nó sắp đứt này. Bây giờ mình sẽ thay một cái dây cái khác và mình đo cho mọi người tham khảo nhá. Mình sẽ lấy một cái bằng đồng đi, ở có một cái bếp từ ở hỏng đây đi. Để giảm giá thành nên cái quần lờ này, cái dây của nó là dây nhôm. Và nó có tráng một lớp đồng bên ngoài để có thể hàn được mọi người ạ. Chúng ta để ý bây giờ nó toàn thế thôi. Và khi nó hàn nó sẽ nhà sản xuất họ hay quấn ra rất dài như này để nó bám cho nó tiếp xúc tốt mọi người ạ. Mình đang thay một cái này bằng dây đồng rất là xịn luôn. Cái này dây nhôm mọi người nhá. Và bây giờ mình sẽ đo cho mọi người tham khảo này. Điện áp nó khác và nó sẽ có điện áp về. Sau đó là mình thử lắp cái mâm từ vào, sau đó mình cho nó cắn nồi nó nháy sáng bóng thôi. Chứ mình cũng chả muốn lắp hoàn thiện. Mình ghim điện nhá, mình đang tháo cái ấy nó ra. Tháo cái con vi xử lý lại nằm trên vỉ điều khiển này nên nó không có tiếng kêu nhá. Bây giờ mình sẽ đo lại cho mọi người này. Điện áp ở đây nó sẽ cao này. Đấy, nó rơi vào 290 gần 300V cơ nhá mọi người nhá. Nó đã có tác dụng phát huy của tụ lọc vậy. Vừa nãy ở đây có 200V vì nó không có tụ lọc mà. Bây giờ có tụ lọc nó đi ngược lại mà. Thì chúng ta để ý nhá. Vì điện áp nó thấp như thế nên nó đi sang bên này thì là nó có điện áp. Bây giờ nó sẽ cao hơn này, nhưng mà sang bên này nó thấp quá mà cái con điện trở tầm mát nó này chỉ số nhỏ nên dẫn tới nó không có tí điện áp nào, nhưng bây giờ nó có này này. Nó rơi vào khoảng gần 3V nhá mọi người nhá. Và một đường nữa này. Đường nữa là đường này này nó bị mất đấy. Nó là khoảng 2,8 này. Chúng ta sẽ để ý nhá, điện áp từ chân C về, từ chân C sò về nó luôn ở chế độ chờ này, nó luôn cao nhá. Nó rơi vào tầm như này. Nó luôn cao hơn từ đường B cộng. Nó khoảng 3V này. Còn con này nó chỉ khoảng 2,8 thôi các bạn ạ. Để khi mà có từ, khi mà có mâm từ ấy thì bắt đầu là chân C nó bị sụt áp đấy, sụt áp bởi vì mâm từ nó là có cảm kháng mà. Nó sụt áp rồi tới cái 3V này này. Nó sẽ tụt xuống chỉ còn khoảng 2,5V thôi chẳng hạn, nó sẽ nhỏ hơn cái 2,8V này. Thì bắt đầu là cái cổng phối lại thuật toán trong con LM339 này nó lật trạng thái và nó đưa về cho MSU sẽ biết được là đã có lồi và nó sẽ phát xung với xu hướng mạnh đấy. Quý ý nhận lồi mình đã phân tích cho mọi người rất kỹ những cái vấn đề này rồi. Chúng ta sửa không mò mẫm mà chúng ta sẽ hiểu mạch thì chúng ta làm nó rất là dễ. Ban này thì ban mình cũng gặp nhiều lắm. Chết cái đất cái ấy này. Đất cái quần lờ ấy. Bây giờ mình sẽ lắp mâm từ và mình test thử xem nó có bắt từ không nhá mọi người nhá. Mình ghim điện này. Và chúng ta để ý cái bóng đèn nhá, khi nó bắt từ nó sẽ nháy sáng rồi đấy. Mình ấn on nó này. Nó vẫn báo E0 thôi. Và mình đặt nó lên nhá, chúng ta sẽ xem nó có nhá sáng bóng không này. Đấy, nó đã nhận lồi được các bạn nhá. Như vậy nó đã nhận lồi ok bởi vì là phần nó đã ok rồi mà. Mình bật lại này. Nó báo E0 này và là khi nó bắt lồi được ấy là con cổng khối lại thuật toán trong LM339 nó thay đổi đấy. Khi nó thay đổi thì bắt đầu là ICV xử lý sẽ nhận được có lồi. Nó sẽ phát xung mạnh hơn thì con IGBT mở mạnh. Con IGBT mở mạnh thì là cái dòng điện chảy qua cái mạch này này lớn, tức là dòng điện chảy lớn. Nó lớn dẫn tới là nó sẽ dồn áp sang cho con bóng này, bóng này sẽ nhạt sáng đấy mọi người nhá. Mình sẽ kết thúc cái video này ở đây. Các bạn xem các video của mình thấy hữu ích hãy like và đăng ký nhá. Chào tạm biệt các bạn.